Chào các bạn. Lúc này mình đang ở phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Và trong cái video này thì mình xin chia sẻ cho các bạn nghe tuyến đường Trường Chinh thuộc về thành phố Hải Dương. Và phía trước các bạn đây chính là cái nút giao vòng xuyến giữa đường Trường Chinh và đường Tứ Minh và đường Vũ Mạnh Hùng. Và cái lộ trình di chuyển hôm nay hướng từ nút giao giữa đường Trường Chinh, đường Tứ Minh và đường Vũ Mạnh Hùng. Và điểm đến của mình chính là cái nút giao ngã tư Cầu Cất. Còn phía trước các bạn đây mình đã bắt đầu hướng vào đường Trường Chinh. Tổng chiều dài của cái đường Trường Chinh này thì rơi vào tầm khoảng gần 4 km. Và đường Trường Chinh này trải dài ở 3 phường của thành phố Hải Dương. Đó là phường Tứ Minh, phường Thanh Bình và phường Lê Thanh Nghị của thành phố Hải Dương. Thời điểm mà mình đang di chuyển vào lúc này rơi vào tầm khoảng 15 giờ chiều. Thời tiết hôm nay ở Hải Dương thì trời cũng hơi âm u nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có tí hửng nắng. Còn đây phía trước các bạn đây chính là nút giao giữa đường Trường Chinh và đường Quốc lộ 37. Đến đây các bạn rẽ trái thì sẽ hướng về đường Quốc lộ 37 để đi về phía khu vực đường 5. Còn các bạn rẽ phải thì sẽ hướng vào đường Quốc lộ 37 để đi về phía khu vực huyện Gia Lộc hoặc là đi về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Tuyến đường Trường Chinh này cũng khá là rộng. Với tổng số làn của cả cái tuyến đường này là 6 làn xe. Ở giữa thì có một cái giải phân cách rất là rộng trồng cây xanh. Lúc này mình vẫn đang lưu thông trên đường Trường Chinh và ở khu vực địa phận phường Tứ Minh. Và theo mình được biết thì tuyến đường Trường Chinh này gần như là song song với những cái đường trục lớn như là đường Nguyễn Văn Linh này, đường Nguyễn Lương Bằng này của thành phố Hải Dương. Còn đây đến nút giao vòng xuyến này thì các bạn rẽ trái thì sẽ hướng vào đường Hoàng Quốc Việt này. Qua cái nút giao vòng xuyến vừa rồi thì mình đã sang đến một cái phường tiếp theo của thành phố Hải Dương, đó chính là phường Thanh Bình này. Phường Thanh Bình đây là một cái phường rất lớn, chiếm gần như là toàn tuyến đường Trường Chinh này. Di chuyển vào cái thời điểm này, thời tiết thì âm u, thỉnh thoảng có tí hé nắng và cái mật độ giao thông trên cái tuyến đường này cũng không cao lắm.
Di chuyển từ phường Tứ Minh đến phường Thanh Bình là mình đã chuẩn bị đi hết cái tuyến đường Trường Chinh này rồi. Và mình chuẩn bị bước sang cái phường tiếp theo, đó chính là phường Lê Thanh Nghị của thành phố Hải Dương. Cũng trên cái tuyến đường Trường Chinh này. Còn phía trước các bạn đây chính là cái nút giao ngã tư Cầu Cất. Ngã tư Cầu Cất thì đây cũng chính là cái điểm giao cắt của các cái đường đường Trường Chinh này, đường Thống Nhất này và đường Lê Thanh Nghị. Và cái video của mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.